Kính thưa quý vị, Vivienne Westwood giới thiệu bộ sưu tập mới tại Paris, tính từ Paris, Pháp Quốc. Vivienne Westwood, nhà thiết kế nổi tiếng người Anh, vừa qua cho biết những ý tưởng của bà thường đến từ các cuốn sách lịch sử và cho rằng những nhà thiết kế không quan tâm đến lịch sử sẽ gặp phải khó khăn trong việc thiết kế. Bà còn nói, bộ sưu tập đa dạng lần này của mình là một phản ảnh của thế giới hiện đại với những phong cách thời gian khác biệt và không hề có một xu hướng nào quá vượt trội. Bộ sưu tập lần này của Vivienne mang lại cho người xem cảm giác từ những cuốn phim kinh dị khi các người mẫu được trang điểm khá phóng túng với môi son và sử dụng các kiểu tóc rối bời. Những người mẫu trong các bộ trang phục dễ khiến cho người xem có thể nhầm lẫn họ với những người nông dân. Điểm khác biệt duy nhất đến từ chiếc mũ đang theo phong cách bình dân. Trong những năm gần đây, Westwood được biết đến với vai trò là một người đấu tranh vì môi trường, thường xuyên tuyên truyền về mối hiểm họa đến từ thay đổi khí hậu. Những thiết kế của bà cũng thường mang chủ đề bảo vệ môi trường.